Đức Thánh Cha Phanxicô và các tân hồng y thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Chiều thứ Bảy 28 tháng 11 năm 2020, sau khi kết thúc công nghị hồng y tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô và 11 tân hồng y đã đến đan viện Mẹ Giáo Hội để chào thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Thông cáo phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong bầu khí thân thương, từng hồng y đã chào Đức Nguyên Giáo Hoàng và Ngài đã bày tỏ niềm vui vì cuộc viếng thăm. Sau khi hát kinh lạy nữ vương, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã ban phép lành cho các hồng y. Cuộc thăm viếng kết thúc vào lúc quá 5 giờ chiều. Theo truyền thống, việc viếng thăm đan viện Mater Ecclesia, Mẹ Giáo Hội ở đan viện ở Vatican giờ đã trở thành thông lệ, luôn được lặp lại từ công nghị hồng y năm 2016. Trong hai công nghị đầu tiên vào các năm 2014 và 2015, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã tham dự nghi lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Năm ngoái, khi chào đón các tân hồng y, Đức Biển Đức 16 đã nhắc nhở họ về giá trị của lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng.